Xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh YouTube Cuộc Sống Thảo Hồ Gemini. Mấy hôm nay Thảo học được cái món cái nước cuốn làm sạch thận, ruột và gan. Chỉ trong 3 ngày tất cả các bụi bẩn ra đi thì Thảo uống thử 3 ngày rồi. Không biết là bụi bẩn nó có đi không, nhưng mà mình thấy trong cơ thể của mình thấy ok, thấy nhiều năng lượng. Và nhất là đi đi ra ngoài thì rất là tốt, rất là khỏe khi buổi sáng. Nên hôm nay Thảo làm thử uống 3 ngày rồi, nên hôm nay mới có mạnh dạn chia sẻ cái công thức này. Là mình chuẩn bị 2 trái cam nhỏ, nếu mà bự thì mình một trái thôi, một trái táo, 2 cà rốt và một trái chanh và một miếng gừng nhỏ. Miếng gừng nhỏ mình đã lột vỏ, cà rốt mình đã bào vỏ rồi, thì mình để mình chuẩn bị mình cắt cam và chanh và táo và như thế nào. Và mình chuẩn bị nửa lít nước lọc. Dùng chanh vàng, chanh xanh gì cũng được hết á. Nên mọi người khéo lắm, nhưng mình sai vậy thôi mà. Nên mọi người cứ cắt theo cái công thức của mọi người thì làm cái này thì Thảo thấy thank you.
cái máy xay sinh tố nha mọi người. Bỏ hết hỗn hợp vô mình xay. Thường thì công thức mọi người hay ép uống lấy nước, nhưng mà công thức này thì mình nên để nửa đứt nước vô. Rồi mình xay để những mấy loại vô cái máy xay sinh tố. Máy xay sinh tố mình xay rồi mình cho ra cọc. Đây mình có một cái nước uống rất là khỏe mạnh cho cơ thể, làm sạch thận, ruột, gan. Chỉ trong 3 ngày tất cả các bụi bẩn nó đi ra ngoài hết. Khi mình đi đại tiện thì Thảo thử 3 ngày thì rất là có kết quả nha mọi người. Cái này là theo công thức của mình đi học bên thực dưỡng về ăn uống, nên mình làm có kết quả rồi, nên mình có tự tin mình chia sẻ cái công thức này. Rất là bổ dưỡng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh YouTube Cuộc Sống Thảo Hồ Gemini. Thảo sẽ học những cái hay và cái tốt cho sức khỏe thì Thảo sẽ chia sẻ trên kênh YouTube Cuộc Sống Thảo Hồ Gemini. Cảm ơn các bạn đã theo dõi của Thảo, và đừng quên comment và like và đăng ký kênh cho Thảo nha. Cảm ơn các bạn. Bye bye.